Tết năm nay chắc cũng chạy show nhiều lắm hả? Em có thể bật mí cho khán giả vài show hả? Dạ không, em cũng đâu có chạy đâu nhiều đâu. Em diễn ở Hương Nam rồi em diễn bên Chống Đồng với anh Gia Bảo thôi. Tại vì em tấu hài với anh Gia Bảo á. Tại vì cái đó, cái lịch đó, lịch đó hồi năm ngoái là diễn chung với lại chú Hoài Linh nè. Diễn chung với lại các nghệ sĩ khác nữa, anh Đàm Vĩnh Hưng nữa. Nhưng mà năm nay, năm vừa qua thì bị dịch cho nên mấy cái sân khấu cấm hết. Thì mình không diễn, mình phải hủy cái show đó. Thì bây giờ, cái show đó thì bây giờ á, mình dời lại năm nay mình phải diễn. Cho nên mình diễn mình trả lại cho bên đó theo lời yêu cầu của mình. Ê luôn, theo lời yêu cầu của người ta yêu cầu cho mình. Thì mình tôn trọng khán giả, tại vì ở đâu cũng là khán giả hết. Thì mình diễn ở đây cũng là khán giả, mình diễn bên nào cũng có khán giả coi, là mình có khán giả, là khán giả đều được mình được đều được mình tôn trọng hết. Em diễn bên Chống Đồng thì giữa giờ giải lao thì em chạy qua Chống Đồng, rồi xong giờ giải lao rồi em chạy về, diễn có 10 phút thôi à, tại tấu hài mà. Hai anh em cũng hợp gơ lắm, anh Gia Bảo với các thi cũng hợp gơ lắm, vì các thi biết là anh em nương nhau á, cái gì mà nương nhau thì dễ sống. Ở đâu cũng vậy, mình nương ở đó thì mình giống như hồi đó mình bán bánh tráng trộn thì mình phải nương khán giả. Còn bây giờ mình vô trong đoàn thì mình cũng phải nương chị em với nhau. Hồi đó bán bánh tráng trộn thì mình chỉ nương một mình là khách hàng thôi. Còn bây giờ mình vô đoàn thì mình phải nương chị em với nhau. Tại vì mình các thi nghĩ là chị em thương nhau, nương nhau là ông tổ chứng, ông tổ phù hộ. Nói kẹp, cái đó là cái điều đó các thí sinh chia sẻ. Năm nay thì chỉ có chạy được 2 show như vậy thôi, còn nhiều năm sau thì không biết rồi, và sắp tới thì mình chưa biết nữa. Và cũng hy vọng là có nhiều show để mình diễn, tại vì riêng các thi thì cũng có nhiều cái gì ta, kế hoạch thôi. Không em không có kế hoạch gì hết, ngoài trừ là em chỉ muốn làm việc, phát triển thêm cái con đường làm việc của mình thôi. Em cũng có nhiều lời mời của các game show cũng như là cũng các những cái chương trình mà người ta đăng lên đài á, thì em lại ít nhận, tại vì em thấy mình họ chưa phù hợp với lại những cái chương trình game show đó. Thì em không nhận, em chỉ đi diễn theo cái kiểu mà bình thường, giống như là tiệc tùng hoặc là những cái sân khấu mà người ta thương em, ta mời em là được rồi. Em thấy vậy là được. Còn cái chuyện mà đi thi game show kia nọ thì em chưa biết là sau này như thế nào. Còn hiện bây giờ thì em chưa có dám nhận, vì mình sợ mình không phù hợp, thế là mình diễn nó chưa đạt cho mình sợ. Không, em có duyên gần chết luôn, khán giả thích em nhiều lắm mà. Thì có duyên, mình có duyên thì mình mới làm nghề được. Bất kể chị em trong đoàn ai cũng phải có duyên mới làm nghề được, không riêng mình em. Nhưng mà em suy nghĩ là cái duyên đó là nó phải tùy theo chỗ. Có nhiều khi em duyên em cái nét diễn của em nó hình như nó chợ búa rồi, thì người ta lại nhiều khi ở khán giả bình thường người ta thích em, còn nhiều khán giả người ta lại cao cấp hơn nữa, người ta đòi hỏi cao hơn nữa, thì em sợ là mình đáp ứng không đủ, rồi đâm ra mình làm không hài lòng khán giả. Em nói thật sự với anh chứ khán giả nghèo hay giàu cũng là khán giả của em. Em vẫn tôn trọng đó. Tại vì em thấy giàu hay nghèo gì em cũng tôn trọng khán giả. Em có khán giả giống như là gia đình ruột thịt của mình. Vì gia đình ruột thịt của mình cũng chưa chắc gì có đem những cái lợi ích lại cho mình nữa. Mà có nhiều khán giả thì người ta sẽ mua vé hoặc là người ta ủng hộ mình. Thì tiền của khán giả ủng hộ đó thì tiền đó là tiền kinh tế của mình. Thì cái đó mình với khán giả tương tác với nhau. Thì nói chung là khán giả là trên hết. Em suy nghĩ như vậy. Còn cái chuyện mà mình tại vì do mình kỹ tính quá cho nên mình không có diễn theo cái kiểu đại trà, mình chỉ diễn theo cái kiểu mình diễn sân khấu luôn tô Hương Nam, rồi mình diễn cái sân khấu nào ta yêu cầu mình và người ta thương mình thì mình mới về mình diễn. Còn những cái chỗ mà nhiều khi người ta kêu mình lại để diễn theo kiểu một cách là diễn cho có đó, là người ta không có thương mình cũng như người ta không có tôn trọng mình, thì em ngại diễn cho nó. Vì mình có diễn nhiệt tình đi chăng nữa mà người ta không tôn trọng mình cũng khó diễn lắm. Mà mình diễn chỗ nào mà khán giả thương mình, mến mình, chị em hòa thuận thì mình diễn cái đó mình thấy mình có giá trị. Cái đó là cuộc sống của những người nghệ sĩ. Cho nên khán giả xem thì mọi người đừng chê bai hoặc đừng cười chê tụi em tội nghiệp. Tại vì tụi em không phải là chuyên môn. Khích lệ thì đúng hơn ha. Khích lệ tụi em thì tụi em cảm ơn. Cái đó em cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho Hương Nam cũng như ủng hộ cho Diva Khắc Thi của mọi người. Dù có bán hay không bán hay là hình ảnh nào đi chăng nữa, em cũng là em út của khán giả, cho nên khán giả đừng ngại.
góp ý em trân trọng. Thôi chứ đừng chửi em trong nghiệp nha. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn rồi, chúc em thành công. Dạ, cảm ơn gia đình mình. Dạ. YouTube đang quay thường xuyên tại đây mọi người mình. Cái cặp Thiên Minh và cái Pimi quen nhau thì bây giờ hai người đang là vợ chồng nhau nha mọi người nha. Đây là con của hai đứa em. Đây con đứa em là tên là Cúp Bi Miu Minh. Miu Cúp Bi Minh Minh Cúp Minh Miu. Alo, ủa sao? Rồi xong luôn, tôi quắt luôn. Rồi dậy con, ngồi dậy, ngồi dậy. Kể đi. Đây, hết rồi con đâu? Ôi tha của mình đi. Chào cô chú đi về nè. Chào cô chú kìa. Nhanh. Đi nè. Camera đây nè. Chào cô chú. Nó không nhìn chờ. Rồi đó ơi con tôi. Em làm sao em kéo toàn 4 phút nữa đó mình. Sai. Sai, đi đâu đây? Con trai em mọi người. Cái gì vậy? Con đi đâu vậy? Alo. Ui. Mấy cô su à? Mình không có YouTuber, không ai em tặng, không có su tặng cho YouTuber
Mình rồi sao? Rồi sao tự nhiên chú mở vậy? Có gì rồi. Nè con em quý vị. Đó, con em giờ không chịu ai trơn á, chịu mỗi mình em à. Sao vậy? Không chú mình cái. Không chú mình một cái. Không một cái đi rồi về nè. Cho mấy chú mấy cô chú về nè. Bye bye cô chú. Bye bye cô chú. Bye bye đi. Say. Bye cô chú. Nè. Giờ đi đứng mình nha. Alo. Ôi. Trời ơi. Nói chung với cô chú rất là mong cô chú ở Loto LGBT với lại Chết Nên Sự Phố nhớ đi qua ủng hộ Loto Hương Nam của mẹ Su nha. Ủng hộ Loto Hương Nam của mẹ Su nè. Nhớ vé ủng hộ mẹ Su nha. Rồi bye bye cô chú đi. Si. Bye bye đi con. Nó không chịu luôn, không chịu luôn. Rồi thôi mọi người em đi vô, bây giờ nó không chịu rồi. Nó không chịu chào hỏi ai hết á. Bye bye mọi người. Si. Cái gì? Trời ơi cái gì vậy? Sao vậy? Rồi nó quên mình. Đây. Con ảnh nha. Bye bye. Không chịu luôn. Cái gì? Thì đông cái đó là cái điểm lạ của Loto Hương Nam. Thì Hương Nam công nhận được cái điều đó. Ờ thực sự mọi người biết không, đi diễn mà mỗi năm á mà khoảng mà 29 Tết là 28 29 Tết mình dám que à. Sân khấu nào cũng vậy hết trơn á. Mà chị Hương Nam năm nay thì không biết là tổ đang ủng hộ Hương Nam hay là tổ thương Hương Nam, tổ phù hộ cho Hương Nam á. Chứ thực sự 29 28 Tết rất là đông. Và mình cứ nghĩ là sợ mùng 1 người ta đi chúc Tết, tao đâu có đi chơi đâu. Mình sợ đó. Nhưng lại mùng 1 lại đông. Rồi mùng 2 đông luôn, mùng 3, mùng 4 đông cho tới mùng 6. Mà khán giả tới 12 giờ mà khán giả chưa chịu về nữa cả nhà. Ồ cái đó là một cái tích cực cũng như là cái phát triển của Loto Hương Nam. Cái đó là một cái mà chị em Loto Hương Nam phải có động lực để phát triển thêm. Thực sự mọi người biết đó, từ mùng 1 nè cho tới mùng 6 Tết mà bữa nay là thực sự khách cũng chưa giảm. Khách không có trở lại bình thường mà khách đang đông dần. Thật sự có mời nghệ sĩ cũng có mời nhưng mà thấy Hương Nam mình được sung túc vậy mình cũng thấy mình hài lòng, mình vui được một chút. Vì cái đó là cái điều tích cực mà chị em Loto Hương Nam hợp tác mà để phục vụ cho khán giả. Và mình nghĩ là năm nay chắc Loto Hương Nam sẽ bay xa hơn nữa. Vì không phải là mình nịnh đôi nhà mình. Vì cái đó là có mình làm và mình xem Loto Hương Nam là một căn nhà rồi. Và căn nhà thứ hai của mình, ngoài gia đình thật của mình thì Loto Hương Nam là một cái gia đình thứ hai. Thì trong gia đình thì sẽ có hỷ nộ ái ố, cũng có buồn phiền nhưng mà thực sự những cái đó là năm cũ bỏ hết rồi. Rồi qua năm mới thì bây giờ bắt đầu phát triển, chị em cùng hợp tác nhau để đấu tranh để cho càng ngày càng Loto mình nó sống lại và vươn đi xa nữa. Còn có nhiều người bên nước ngoài cũng muốn nói là ủa tại sao Loto Hương Nam chỉ có biểu diễn tại Việt Nam mà chưa có đi nước ngoài. Thì thật sự chưa có cơ hội. Nếu mà có cơ hội khán giả nào mà bên nước ngoài thì thích ai đó, yêu cầu một hai người gì đó, tụi em vẫn sẵn sàng đi qua bển diễn cho mọi người. Thì theo là yêu cầu của mọi người thôi. Mỹ, Canada, Úc hay là Trung Quốc hay là Hồng Kông, bất kể nước nào cũng được, nước nào diễn cũng được. Cái đó là cách thi xin chia sẻ. Tại vì có nhiều người bên nước ngoài ta ngại là sợ Loto Hương Nam không có qua bên nước ngoài diễn. Nhưng thật sự Loto Hương Nam chưa có dịp thôi mọi người. Thật sự mọi người mời, đang cũng trông chờ những lời mời của mọi người. Nếu mà có dịp là Loto Hương Nam đi liền, không có ngần ngại. Còn diễn ở bên Đầm Sen này á, thì phải diễn mỗi ngày. Vì đó là một cái phục vụ cho khán giả và kinh tế của chị em trong đoàn. Do song song vào đó thì cũng được mọi người thương mến. Cái đó là cái mà Loto Hương Nam rất là trân trọng và trân quý điều đó. Thì mong mọi người nhớ là đừng quên Hương Nam. Dù cho ngày thường hay ngày lễ cũng vậy. Cứ vậy nè mọi người, nghe là em nói cho mọi người nghe điều như thế này nè. Ngày bình thường thì mọi người đến chúc mọi người về cũng được ha. Còn ngày lễ mọi người đến chơi lâu cũng được. Rồi 10 ngày mọi người đến 2-3 ngày cũng được. Mình chia nhau mình đi. Thì khách này đến rồi khách kia đi, khách kia đến rồi khách nọ đi cũng được. Miễn sao mọi người còn nhớ Hương Nam, mọi người ghé Hương Nam làm Hương Nam vui rồi.
thực sự khán giả là một cái nguồn sinh sống cho Lô Tô Hương Nam. Khán giả là một người để cho Hương Nam phải trân trọng, cho nên mọi người đến với lại Lô Tô Hương Nam là mọi người sẽ được cái quyền lợi và được cái sự tôn trọng của Lô Tô Hương Nam. Mọi người thấy không, thay vì hồi nãy em có không biết có YouTube nào quay cái cảnh đó không nữa, cái cảnh mà nó mưa á, thay vì cái cảnh mưa á thì mọi người những cái chỗ khác á là khán giả phải về, nhưng mà ở nãy mưa tuy là tí xíu nhưng mà Su Su nó cũng suy nghĩ lại một điều là vậy nè, nó muốn phục vụ cho khán giả, bán vé 30.000 đồng nhưng mà nó sổ hai lần, thay vì bình thường là hồi nãy sổ có một lần thôi là 3-5 phân gian là hết, nhưng mà Su Su lại được sổ hai lần, là một lần 30.000, một lần 5 phân vàng đó là một lần mua và tặng, mua và trúng thưởng là 5 phân vàng, 30 chỉ trúng 5 phân vàng thôi. Nhưng mà bữa nay là mua một vé được 5 phân vàng rồi tặng thêm 1 triệu nữa, là dò cái số đó xong dò tiếp nữa, tặng 1 triệu đó lại làm gì, là mến khán giả, cũng như thấy khán giả bị mưa tội nghiệp á, thương khán giả đó, cho nên mới chi thêm 1 triệu nữa để tặng cho khán giả luôn. Cho nên tất cả mọi người nhớ thương Hương Nam, cũng như là Hương Nam thương khán giả nha. Cảm ơn khán giả rất là nhiều. Chúc mọi người nhiều sức khỏe. Năm mới mùng 6 Tết làm ăn phát tài, phát lộc, phát bình an, gặp thật là nhiều may mắn, phát triển trên con đường kinh doanh hoặc là con đường làm việc của mình. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn cả nhà. Ủa, các thầy anh thấy em